kìa má. Sao nó lại ở đây? Kìa, nó ở dưới kia, có khi nào nó tự tử không má? Ôi trời đất ơi, có đất. Thành, Thành. Trời ơi, Thành, con đứng đó làm gì hả? Con chỉ đứng hóng gió một chút thôi. Trời đất ơi, tưởng mày ra đây tự tử không đó. Khoái bánh bao riết, hèn chi thích tào lao quá. Mày mới tào lao á, sao mày nói mày qua nhà con qua mà giờ mày còn ở đây nữa? Má, con muốn suy nghĩ kỹ hơn về chuyện ly hôn của con. Má cho con thêm thời gian được không? Khỏi suy nghĩ mày. Con qua nó ký đơn rồi. Nè, mày coi đi. Bộ mày tưởng nó còn lưu luyến mày hả? Bây giờ con nên tập trung lo cho mẹ con Bích đi. Đúng rồi đó. Có phải má với chị hai ép qua ký cái lá đơn này không? Bộ mày nghĩ tao với má ép nổi nó với đồng bọn của nó hả? Lúc tao với má tới đó, có thằng Tốt ở đó nữa. Chắc là tụi nó muốn mày mau ly dị để qua lại với nhau cho dễ. Chứ bây giờ con Bích có thai rồi, đâu sao lại nữa. Đưa đây, mày không tin thôi thì để tao nộp đơn phương cho nó. Thành, nè nè nè, Thành, con đi đâu vậy? Thành, con đi đâu? Con tới chỗ của Hoa. Nó đã ký đơn rồi, con còn tới đó làm gì nữa? Tao với má nói thiệt chứ có gạt mày đâu. Mày tới đó cũng vậy à? Thành, nè. Ê, Thành, Thành ơi. Thôi má. Trời, mày nhớ mày chạy kịp nó không? Thì tao không chạy kịp thì mày chạy lên trước. Trời, má rảnh quá đi. Trời má ơi, thấy không? Thằng quỷ đó ký đơn rồi mà nó còn vậy nữa. Má phải cương quyết lên nha. Không thôi là nó không có chịu cưới con Bích đâu á. Thì ra là vậy. Thôi ly dị cho nó khỏe. Thằng chồng thì trăng qua, gia đình thì hung dữ, thêm cái con Bích đanh đá thủ đoạn nữa, sao mà sống nổi. Dạ. Đây nè, để đây chút nguội, dì kêu nó dậy uống. Ờ, chiều dì nghỉ bán ở với nó được rồi. Còn con đi hái chôm chôm hái đi. Dạ. Cái thằng quỷ dịch đó tới đó. Dì ba, đứng lại. Đơn ly dị con qua nó ký rồi, mày tới đây làm gì nữa? Con tới để hỏi qua là cái đơn ly dị đó qua tự ký hay là má con với chị hai con ép ký. Giờ về cho con vô gặp vợ con đi. Mày đứng lại. Con qua nó tự ký đó, không có ai ép buộc nó hết á. Nó không muốn gặp mày nữa. Mày đi về mau đi. Đi đi, đi đi. Con muốn gặp vợ con. Mày đi đi. Trời ơi, sao mày lì quá vậy? Đi. Buộc ra. Tao. Buộc ra. Bà con con. Cứu vậy. Tao ơi. Buông chị bà ra. Anh bị khùng hả? Tôi có làm gì bà đâu. Kêu bà buông tôi ra. Đó, con đuổi nó về đi. Nè, anh về đi, đừng có làm phiền qua nữa. Để tôi nói cho anh biết, tôi chưa có ký vào cái tờ đơn ly dị. Qua vẫn là vợ của tôi. Anh đừng thưa nước đục thả câu, chén chứng vào. Có phải anh là người xúi qua ký vào cái đơn ly dị đúng không? Tôi phải đó, đúng đó. Con qua ly dị mày để về với thằng Tốt đó. Mày nhìn đi, thằng Tốt nó tốt hơn mày gấp trăm lần. Nó mới là người xứng đáng với con qua. Còn mày mau trở về với con Bích đi, cho đủ đôi gian phu gian phụ. Tốt. Con đuổi nó về liền. Quýnh nó đi con, quýnh nó đi. Mày với con qua sắp cưới nhau rồi, đơn ly dị con qua nó cũng ký rồi. Không việc gì con phải sợ cái thằng này hết á. Nó không về con đánh nó đi. Đánh nó đi. Tốt bà nghe lời gì. Con phải vì con qua. Cho nó đừng có đeo bám con qua nữa. Con qua sẽ khổ. Đánh nó đi. Đánh đi. Phải đó. Ừ. Bây giờ qua sắp làm vợ của tôi rồi. Anh về đi, đừng làm phiền qua nữa. Anh mà tới làm phiền nữa, đừng có trách tôi nha. Anh về đi. Ê nè, hay mày đợi tao phan dép vô mặt mày hả? Được rồi, muốn ly dị chứ gì. Ừ. Hẹn gặp nhau á to. Cãi nó. Dì ba. Làm vậy có được không? Được hết á. Dì chỉ muốn tốt cho ông qua thôi mà. Cái thằng quỷ đó nó còn muốn níu kéo con nhỏ. Dì mà không nói xạo như vậy, sao nó chịu bỏ đi? Yên tâm đi, có gì dì chịu trách nhiệm cho. Con không có việc gì phải sợ hết á. Vậy đi,